Xin chào mọi người, hôm nay thì em lại lên sóng cho mọi người một đàn phả phát bỉ thần kinh siêu cao luôn, đàn mẫu một này. Đây, zoom lại gần cho các anh để xem luôn cái đầu thể mẫu một của đàn này. Hai chị ca đét này, mõm này, toàn những cái con tũ luôn. Nào, ôi dồi ôi, sủa kinh khủng. Đây, mõm hộp này, ta đù lên chưa. Đàn này thì cái mảng màu nó cực kỳ là sạch nha mọi người nhé. Có con sống lưng đen này, gầm đen xì, đa số là đều là gầm đen xì và lồng bốn chân màu đen luôn. Mảng màu cực kỳ là hay cho mọi người. Có con sống lưng đen này, yếm trắng dài luôn này, thùng quấn cổ luôn. Mặt mũi này, của từng con này. Thần kinh thì lúc sáng em cũng mới đăng một cái video kích thần kinh lên cho mọi người xem cái đàn này. Cực kỳ là căng luôn. Anh nào mà, đặc biệt là anh nào mà bảo là nuôi chó không sủa thì bắt cái đàn này đi. Thôi rồi luôn. Trong nhà của ông ốc luôn. Đây, chơi chơi cho mọi người xem cái màu. Mảng màu này. Đấy, mảng màu rất là sạch nhá. Đỏ gần đen, bốn chân đen luôn đó mọi người nhá. Ôi, kiếp cắn nhau. Sói không nói lại nổi luôn. Nãy lại tiếp hai lần rồi, không biết là giờ mệt chưa. Hôm nay là Tết thần kinh mấy vòng của đàn này rồi mọi người ạ. Tí nữa thì em sẽ quay riêng từ con nhé. Có một số anh hỏi rồi mà em chưa kịp quay, tại vì sáng nay mới chuyển từ chân Hòa Bình xuống thì nó hơi mệt đấy. Thì em quay qua cho mọi người xem thôi. Tí nữa thì quay riêng từng con để đực cái, để cho anh nào muốn bắt con nào thì xem sẽ kỹ được con chó hơn đấy. Trời ơi, cái đàn này nó gấu đến mức ấy, có nghĩa là khi mà nó cắn ấy mọi người, nó chỉ muốn cắn một mình thôi, nó lại cắn nhau để con khác nó không cắn cùng thôi. Nên là con nào nó đấy, đấy mới nói xong đấy thôi. Ủa chiến nhau, ủa lại bên kia nữa, chiến nhau mạnh thế. Kiểu nó chỉ cắn, nó thích cắn một mình thôi, nó không thích cắn chung đâu. Gấu đến mức đấy, mặt mũi thì xước xác hết luôn. Đàn này mấy con tai ke cực kỳ là đẹp. Mấy con đực này, mặt bụ chưa này, yếm này. Con này mà lên tai thì mấy là đẹp luôn. Mõm hộp vuông tét luôn này. Và bây giờ thì em sẽ quay riêng từng con nhé, để cho mọi người dễ dàng lựa chọn luôn. Dạ, xin chào mọi người. Ui, sủa.